Ok, xin chào các bác. Thì các bác có thể thấy đằng trước đây là rất nhiều những cái con máy mà phải nói là khá là huyền thoại của LG nhé. Thì hôm nay em mượn được một lô một lốc về đây để một phần là trải nghiệm nó lại một tí, và phần là bắt đầu muốn mua ấy, thì em sẽ bán luôn. Thì các bác có thể nhận thấy con này là con gì không? Con này khá là cổ rồi. Đây này. Đó, con này mình nhớ không nhầm nó là tên nó là LTE2 này. Đấy, các bác có thể thấy cái hình hình nền của nó này. Đây. Thời còn anten nha các bác. Rút ra nha. Trông như kiểu là mấy cái con mà xem được tivi ấy. Như mấy con tàu xem được tivi ấy. Đó, các bác có thể thấy đấy. Đó. Tiếp theo là một cái con như con này tên là Zika thì phải, mã đó là F220 ở đây này, còn nguyên cái siêu mặt lưng này đó. Đó, con thứ hai trong cái số này thì mình kết nhất là con này. Đây là cái con Optimus G, có nghĩa là ông tổ của cái dòng G của LG ấy. Thì cái con này hồi mình nhớ hồi nó ra ấy, nó làm thị trường khá là sôi động luôn đấy. Hồi đấy nó ra nó tầm 10, 12, 13 triệu ấy. Hồi đấy cái số tiền này rất là lớn, mình không không nghĩ là bao giờ có thể đủ tiền để mua nó luôn đấy. Và thiết kế của nó hồi đấy nó ra rất là lam tính. Đây. Đó. Và có thể nhìn này. Từ cái này cũng có anten này. Đó. Hôm nay show cho các bác một số con này nhé, cũng chưa lấy hết được, cũng chưa cầm về đây hết được. Đó, hồi đó đã camera 13 chấm rồi nè, cái mặt lưng rất là đẹp luôn. Mỗi tội con này như hồi đấy nó hay có cái lỗi loạn cảm ứng hay sao, chết cảm ứng thì phải, mình không nhớ nhầm rồi vậy. Họ thiết kế rất là đẹp, cầm rất là nam tính luôn. Đó, các bạn có thấy mặt lưng con này khá là đẹp luôn. Đây mặt trước này. Đây. Con này phải nói là khá là huyền thoại luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo đây là một con mà có thể là rất nhiều người đang còn sử dụng này. Đây là cái con LG G2. Đó, G2 này. Thì cái con này các bạn mở lên các bạn thấy đấy. Đó. Các bạn thấy cái hình nền không? Hình như hơi sáng. Cái hình nền này gọi là huyền thoại luôn. Thời con này ra cái màn hình của nó và nó đã đẹp đẹp nhất lúc đó bây giờ luôn. Và cái cạnh viền của nó cũng khá là mỏng, các bác có thể thấy này, nhìn cạnh viền nó khá là mỏng. Nhưng mà có phần đen ở trong này nhé. Nhiều ông tưởng nó mỏng hẳn sát ra đây nhưng không phải, nó vẫn còn cái viền đen nhỏ nhỏ trong này nữa. Đấy, nhưng mà thời đó mà làm được cái con như thế này là nó cũng là rất là đẹp rồi. Đấy. Đó, các bạn thấy đấy. Rất là đẹp luôn. Hồi đó mình nhớ mình mua đến 2 đến 3 con này luôn đấy. Hai con này mình tại vì mình thích con này quá mà mình mua 2 3 con luôn. À mình nói thêm là cái con này mà đây là cái con mà LG làm lần đầu tiên có cái chạm hai màn hình để mở máy nhé. Đó, chạm hai màn hình để mở máy và hai màn hình để tắt. Đây là cái ông tổ của, gần như là ông tổ của dòng cái việc mà làm chạm hai màn hình để mở máy ấy. Và đây phía trước tí không ạ? Đó. Giờ cầm nó vẫn rất là đẹp các bạn. Rồi, tiếp theo đây là cái con G4. Con này phải là gọi là siêu phẩm camera luôn. Sau này mình sẽ đi so sánh nó với con V35 xem thế nào nhé. Con camera của con G4 này, màn hình của con G4 này cũng rất là đẹp, màn hình lượng tử, nhưng mà vấn đề là nó bị lỗi bóng mờ, và cái lỗi đặc biệt nghiêm trọng hơn là cái lỗi chết nguồn, lỗi đột tử ấy.
À, các bác có thể thấy này, thời đó mà có cái này mặt da này dùng sướng lắm. Hồi đó tại vì nó đột tử dẫn đến mình không dám mua nó. Bây giờ thì cũng muốn mua nó lắm, nhưng mà cũng muốn mua nó để về chụp hình thôi, nhưng mà chỉ sợ mua nó về được mấy bữa rồi nó lại hỏng thì phí thôi. Nhưng mà ông nào mà đam mê nó thì nên mua về sưu tập cũng được. Hay còn nguyên zin của cái màu da này. Đó. Con này còn khá ngon. Đó. Nó hơi hơi cũ, hơi xước tí nhưng mà cũng còn khá ngon. Rồi, tiếp theo con G4 ấy là cái con G5. Đấy, con G5 này cũng có một cái hình nền huyền thoại luôn, mà thời nó ra ấy, cũng là một cái hình nền mà rất nhiều anh em mà đi đi tìm cái hình nền này này. Ở đây nó hơi sáng, các bác có thể không nhìn thấy. Đó. À, con này còn có tuyệt chiêu nữa là rút rút ra rút kiếm, như kiểu rút kiếm ấy, các bạn ấn vào chỗ này. Ấn vào chỗ này. Đấy. Ấn vào phát rút ra. Đấy. Ghê chưa? Thời đó cái thời mà làm cái module như này có vẻ ghê gớm lắm, nhưng mà cuối cùng không được ổn lắm cho các bạn. Đấy. Bác có thể rút ra được, thay pin cũng dễ. Đấy. Các bác muốn sử dụng lại lắp vào. Đó. Nhìn này, nhìn rút ra khá là hay các bạn, nhìn này. Ấn vào đây phát. Ấn vào này. Đó. Ghê phết các bạn. Rồi. Tiếp theo là cái con LG V20. Tức là ở đây không có cái con LG V10, còn mình thích con LG V10 hơn. Nhưng con LG V20 ở đây thì cũng khá là ngon. Mình thích cái kiểu dáng của con V10 hơn, và con V10 nó là cái con mà làm đầu tiên lắp màn hình phụ ở đây này. Ở đây có thể sáng quá các bác nhìn không thấy. Nhưng mà con này thì tiếp theo của con V10, con này thì ngon hơn, nhưng mà cái thiết kế của nó thì mình vẫn không thích bằng cái con V10. Con này cũng được đánh giá là một trong những con mà có cái chất lượng âm thanh gần như tốt nhất của LG. Và ngay cả đến bây giờ nó cũng âm thanh của nó cũng rất là tốt. Rồi. Tiếp theo là cái con, đây là cái con LG Q8. Cái dòng Q này ấy, thì nó không được phổ biến cho lắm và ít người biết đến. Và nhưng mà mình không quan tâm nó mấy, mà mình chỉ quan tâm nó là nó có cái bút này. Đó. Bút này. Đó. Bút ghê lắm. Nhưng mà thực ra cái bút này nó chỉ là cái bút dạng 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 như kiểu cảm ứng điện dung thôi, như kiểu mấy cái bút 10.000 mà mua trên Shopee ấy. Đấy, nó vẫn có nghĩa là nó không phải chỉ dùng cho được máy này đâu nhé, nó có thể dùng cho cái máy nào cũng được, hay dùng cho thể dùng cho V20 cũng được. Đấy. Đấy, các bác thấy không, nó có thể dùng cho V20 cũng được. Đấy, nó cũng nói chung là nó chỉ thay cái ngón tay thôi, chứ không phải là nó cái dạng bút như kiểu là bút của Apple hay là bút của Samsung, chỉ dùng được cho máy của Apple hoặc Samsung thôi. Nhưng mà cái dạng bút này á, nó viết nó không được đây này, nó viết nó không được được nhạy cho lắm. Và đây, các bác có thể nhìn thấy không, hình như không thể thấy được, hơi bị sáng quá mà. À ha. Nhưng mà để mà thỉnh thoảng để ví dụ mà muốn muốn ghi chú hoặc là muốn đánh dấu chỗ nào ấy thì cũng 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 có vẻ hay phết. Nó sẽ chính xác hơn là cái, nó sẽ sinh xác hơn là tay đấy, ví dụ mình đó. Có nghĩa là cái này nó cũng không được ngon như cái, không thể nào ngon được như cái bút của mấy cái Apple hoặc là Samsung đâu nhá. Bút này nó chỉ để mà như kiểu đây này, cái ngòi nó khá là nhỏ 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 như này thôi. Đấy. Nó chỉ thay cái ngón tay của mình thôi, nó chính xác hơn một tí thôi. Đó. À, cắm vào cho xem nào. À được, cái con này nó dùng cổng Type-C rồi. Cái màn hình của nó khá là đẹp các bạn. LG công nhận là màn hình đẹp thật. Con nào mình thấy nó cũng đẹp. Con nào màn hình mình thấy cũng đẹp luôn ạ. Đấy, còn cái này, cái bút này thì cắm như kiểu của F Pen ấy, nhưng mà nó không được ngon như F Pen đâu. Đó, cắm vào thôi. Đấy, rút ra thì rút ra, không phải là ấn vào để lấy ra đâu, mà phải móc vào kéo nó lên mới được. Đấy. Nói chung là cũng hy vọng là LG sẽ làm được một cái bút nó ngon lành như kiểu của Samsung,
nhất là làm được như kiểu của Apple thì ngon. Đó, con này cũng khá đẹp các bạn, cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt, có một cam thôi. Đó, đấy, quay sâu cho lại các bác cho một lượt nữa cái những cái con phải nói là gần như huyền thoại của LG này. Đó, mặt lưng này, đó. Bây giờ điện thoại ấy, toàn nhìn thấy mặt lưng thì mới biết được là con gì các bạn, nhưng mà được cái như con này ấy, nhìn mặt trước cũng đã biết được là con gì rồi, rất là hay. Đó, con này hơi bị trơn rồi. Ok, đây là mặt lưng của nó các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy này. Đó. Những con này hồi xưa mà nó mới ra ấy, toàn là ao ước của mình không ấy. Nhưng mà thời đó ít tiền quá, không có tiền để mua. Rồi ok. Các nào mà thích con nào thì cứ alo cho em nhé, em cũng sẽ bán những con này thôi, tại vì mình cũng quá nhiều điện thoại để không thể dùng hết được. Đó, mình sẽ kết nhất con G4 này, mình sẽ lấy nó để đi làm cái test cam với con V35. Rồi ok.